Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022 với các hoạt động hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi năng khiếu vào các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Theo đó, trong 4 ngày, ngày 6, ngày 7, ngày 8 và ngày 9 tháng 7 năm 2022, 16 đội hình tình nguyện đã hỗ trợ thí sinh tại 158 địa điểm thi. Tại mỗi điểm thi, đội hình sinh viên tình nguyện đã cùng với các chiến sĩ cảnh sát giao thông điều phối giao thông ngay trước địa điểm thi và các giao lộ lân cận, hướng dẫn phụ huynh đưa con đi thi dừng đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi. Ngoài ra, các đội hình còn chuẩn bị sẵn nước uống, bánh ngọt cho thí sinh trước và sau giờ thi. Bên cạnh đó, để cổ vũ tinh thần cho các thí sinh, các sinh viên tình nguyện đã làm nhiều món quà handmade để tặng thí sinh như một lời chúc tự tin, may mắn. Một số khác thì vẽ tranh, khẩu hiệu, cổ vũ tinh thần tại các điểm thi. Đây là năm thứ 3 em tham gia tiếp sức mùa thi và điều đặc biệt là 3 năm của em đều tại cái trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa này. Và cái điều mà em cảm thấy nhận được khi mà tham gia tiếp sức mùa thi đó chính là cái sự hạnh phúc và vui vẻ khi mà em giúp đỡ được cho các bạn thí sinh. Bởi vì ngày xưa em cũng được các anh chị giúp đỡ như vậy. Và bây giờ em có thể cống hiến một phần sức trẻ của mình, một cái quỹ thời gian nhỏ của mình để có thể làm cái việc ý nghĩa, thì em thấy cái điều đó là rất nên. Và em nhận được nhiều hơn là em phải mất đi, tức là em nhận được cả những cái mối quan hệ như là những người bạn này, nhận được sự yêu quý của thí sinh, của phụ huynh và có thêm được những cái kỹ năng, kinh nghiệm khi mà mình xử lý những cái tình huống, và nó sẽ xóa đi hết những cái mệt nhoài khi mà gặp mưa, gặp nắng gì đó của em. Và năm nay thì cái đội hình của em đã giúp đỡ được nhiều cho các bạn thí sinh về cái khâu mà cái ngày đầu tiên các bạn đi nhập học, đi làm thủ tục thì sẽ bị mưa và tụi em đã che mưa cho các bạn đi đến phòng thi. Và ngoài ra thì tụi em đã phát nước cho các bé khi mà vào thi, cũng như là có những cái bảng slogan theo trend để mà cổ vũ cho các bé để mà có động lực trước khi bước vào phòng thi. Và khi các bé thi ra thì tụi em hỏi han chúc mừng cũng như là tặng quà cho các bé, để các bé cảm thấy là mình được quan tâm và có tinh thần để tiếp tục cố gắng và thi thật tốt. Thiên Lam và ban tổ chức chương trình không chỉ thực hiện các hoạt động tiếp sức tại các điểm thi hoặc là các hoạt động tiếp sức trực tuyến, mà chúng tôi còn chắp cánh ước mơ cho các em học sinh giỏi đang gặp nhiều khó khăn trong hành trình đến với giảng đường. Hơn 26 năm qua, từ một hoạt động hỗ trợ thí sinh đi thi đại học, qua từng giai đoạn, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ từ các ban ngành đoàn thể, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực chung tay của cả xã hội. Qua đó lan tỏa về giá trị nhân văn của chương trình